ca bài hát 20 năm tình đẹp mùa chơm chơm. Đứng đây thôi cho quý vị, nếu mà lo có cái gì thôi chút mong quý vị thông cảm bỏ qua. Chịu yêu, chịu yêu. À, đáng lẽ Hồng Loan sẽ đáp ứng lại, nhưng mà vì sáng giờ Hồng Loan cũng cúng rồi, cũng phải nói sức khỏe cũng không được tốt lắm, cho nên thông cảm dùm. Sẽ có một ngày Hồng Loan sẽ ca 10 bài luôn. Thôi thì cảm ơn sự yêu thương của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân với người em gái của mình. Bình tĩnh ơi, bình tĩnh. Em đâu rồi, nãy giờ em đâu rồi, chuẩn bị lên phục vụ bà con bác em ơi. Dạ. Dạ má nói lại con nghe. Bác à, anh em nghệ sĩ YouTube đã giúp đỡ Hồng Loan mấy phần Hồng Loan một câu thấy động quá đi. Dạ à, nói anh em nghệ sĩ giúp đỡ Hồng Loan thấy Hồng Loan một câu tội quá đi. Thì ở cuộc sống này ai mà thấy những người một câu là rất là thương, là rất là xúc động. Thôi thì cảm ơn thay mặt gia đình của Hồng Loan, cảm ơn má rất nhiều, cảm ơn những khán giả thân thương ở đây rất nhiều. Và bây giờ cũng có một nghệ sĩ cũng rất là dễ thương và được sự lời mời của Hồng Loan đến đây. Đó là một cháu tham nhận cho nam nghệ sĩ Nguyễn Kha. Kha ơi, lớn em. Kha ơi, em đang ở đâu Kha ơi? Kha khắc hả Kha Kha? À có rồi, có rồi. À, mong rằng tất cả bà con cô bác đừng lên sân khấu rất yếu nha. À, chụp hình lát nữa mình chụp lên sân khấu đông quá rồi lát nữa là nó yếu. À, mong rằng cũng đừng ngồi gần quá để anh em nghệ sĩ diễn cho bà con cô bác xem. Còn nhiều tiết mục hay lắm. Còn Ngân Tuấn nữa. Dạ em. Dạ cảm ơn anh. À, lần nữa đầu tiên Nguyễn Kha xin phép gửi đến cô chú các chị và các bạn như các em với lời chào thân thương và kính trọng nhất. Giờ hôm nay là Nguyễn Kha lên trước hết là viếng mộ anh Năm Vũ Linh, bởi vì Nguyễn Kha cũng từng đi hát chung với anh Năm là cũng hết 5 năm trời, cho nên anh em rất là thấm thiết. Và hôm nay cũng lên thắp hương cũng như là khấn nguyện cho gia đình cũng tất cả như quý khách ở đây từ nhiều nơi trở về đây được nhiều sức khỏe, là mang phát tài hạnh phúc bên những người thân yêu nhất của mình. Dạ cảm ơn rất nhiều. Nguyễn Kha thì không có bài hát về mùa du lan nhiều, mặc dù trên YouTube là rất là nhiều nhưng mà không có thuộc. Cho phép Nguyễn Kha xin hát hai câu buồn cổ đi. Lớp trích đoạn ngắn trong vở cải lương Chiếc bóng và nỗi quan tình, mời vị cùng thưởng thức. Đang đây sàn C với 5-6 son thôi nha. Dạ con 51 rồi cô.